chỉ để cho thấy nữa. Trấn Thường cho rằng nhà chùa đều hết sườn. Ê, hát to đấy, cúi đầu xuống một tí. Một đứa giữ cái bạt này đi. Đây. Mở hết cái này. Nó nhiễm trùng lâu quá. Mở à? Xong rồi, cái này bạn người phụ của ngoài bóc. Ok, cái này hơi ngắn này. Há miệng. Rồi, ok. Rồi, ok. Thế mới gòn tí trên mặt để cho nó. Thế thế à? Thế là tạm biệt. Anh hát thật to. Rồi, ok. Đúng rồi, bây giờ nó sẽ hơi nhanh nhất. Phần mà xương đây là phần xương ghép cơ bản này, phần mà đấy, trước của nó đây nó rỗng hết toàn bộ này, thấy đúng đấy chưa, mặt chân trong đây. Cái phần này là cái phần đã nhồi xương lại, thế nên nhìn nó có cái bóng bờ này, đấy, xương ghép.